Dạ con chào bà nha. À, chào cậu. Dạ bà là nhà bà Huỳnh Thị Mô đúng không bà? Dạ. À, thì hôm nay con cũng nghe có một chị chia sẻ về hoàn cảnh của bà đó. Con cũng đến thăm gia đình của bà. Bà có thể là vô nhà đi con nói chuyện với bà một chút. Có hai cháu ngoại ở với bà hả? Có. Ờ. Chào chú ạ. Ờ. Chào chú ạ. Ờ. Giỏi hỉ. Hai đứa này là cháu ngoại của bà đó hả? Cháu ngoại À. Con nghe nói là hai đứa này giờ là đang nghỉ học hả bà? đừng nghỉ học gần mấy tháng nay rồi nghỉ luôn, không có hoàn cảnh, không đủ khả năng cháu học, về đây cũng đường khó khăn quá, không biết làm sao, cô buồn lắm. Cô ơi, có thể là cô ngồi xuống đây rồi rồi con nói chuyện với lại cô một chút được không? Cô đi đâu mà cô làm rụng vậy hả? Đi qua đường À. mua mì về cho Hai cháu, con ngồi đây lại đây luôn mua mua để mì về cho cháu ăn, dạ bên mua thuốc mà thuốc chưa mở cửa, thằng này đau bụng từ qua này cô giáo có từ ha. dạ con bị đau gì con tên gì? Dạ con tên Lê Hành Đạt. Lê gì? Lê Hành Đạt. À Lê Thành Đạt hả? Dạ. Còn con? Con tên là Lê Ngân. Lê Thị Thanh Ngân. À con năm nay Thành Đạt Đạt con năm nay mấy tuổi rồi con? Dạ hôm nay con 11 tuổi ạ. 11 tuổi. Còn con? Con thì 6 tuổi. 6 tuổi hả? Ủa mà hai đứa này sao ở nó ở đâu mà cái giọng của nó nói chuyện nó dễ 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 nghe Thành bà? phố. Thành phố nào bà? Thành phố. À, ở thành phố nào bà? À, Sài Gòn, thành phố, thị trấn Long Hải. Long Hải là Vũng Tàu chứ? Vũng Tàu, Long Hải, ở Vũng Tàu. Dạ à. Bà chị ở đâu đó? Bà Rịa Vũng Tàu á. À. Mà sao hai đứa này là sao bởi vì bé chị kia chỉ có giới thiệu với con hoàn cảnh của bà đó. Con nghe nói là hai đứa giờ là đang nghỉ học á nên con cũng tới đây nhưng mà con cũng chưa tìm hiểu sâu về cái hoàn cảnh của mình, con cũng chưa biết về hoàn cảnh gia đình mình sao. Thì Thì hoàn cảnh gia đình mẹ nó với ba nó lần trình rồi bỏ hắn ở nhà, họ bị chiếc nhà, họ chiếc nhà tại vì mẹ hắn mượn tiền cái họ chiếc nhà, cô không có chỗ ở, về đây xin ông anh cái nhà trùng gà nè, Ủa là cô là cũng hồi xưa là cô cũng ở trong trong đó luôn rồi cô về đây ha? ở trong đó về luôn, À, mà về đây lâu chưa cô? về đây hồi dịch giờ đó, hồi Hồi dịch dịch. là mình cô về xem cô mới vô dẫn hai đứa này. À, cô về xong rồi cô dẫn hai đứa này về. Là bữa nay chắc cũng phải là Hồi từ dịch dịch là bữa đầu năm đến giờ đó hả? đầu năm rồi. À. Con khi mà con về đây là con học lớp mấy là con nghỉ đó Dạ con? thì con về đây là con học lớp 4 rồi. Rồi cái Lớp sao? 6. Lớp À, 6 à là đúng rồi. con nghỉ. À đúng rồi, lớp 6 là con nghỉ. Lớp 6 là con nghỉ. Còn con là con học lớp mấy? Mẫu giáo. À Mẫu 6 giáo tuổi. Hả? hả? Là lớp À lớp mẫu giáo à. học trường thân cái Dạ. mẫu giáo. Vậy là bà về đây là bà dẫn hai cháu về đây thì bà làm gì để mà bà nuôi hai đứa này? Ba mẹ nó có chu cấp Còn cho nó không? không coi như nhờ ông cậu ăn cơm với ông cậu với ở đây họ cho được tọa gỗ như bà con bọn bè đồ á, bọn Dạ. bè hồi nhỏ á của cô bà, họ cho tọa gỗ đó. À, họ cho một Ăn tạ. nay bữa đó rồi cơm muối mắm nước tương vậy, cô ăn chay tương cô đâu ăn mắm gì đâu, À. chỉ cho bọn này mua chút có sao cháu ăn thôi, cô ăn nước tương, Cô ăn nước tương. cô ăn chay mà cô đâu Cô ăn chay hả? ăn chay tương, Dạ. cô đâu ăn Còn hai cháu này thì ở với lại cô thì cô cũng đi chợ rồi mua nấu ăn cho nó hả? mua chút có về nấu ăn thôi, không có tiền thì ông anh làm cho ít tầm. Mà Cô ba đi mà ba mẹ nói là mỗi tháng có chu cấp về cho hai đứa này không cô? không Không hả? không Ừ. bởi cô nhờ ông anh chứ không có ông anh ông không cho đồng mua mắm đồ thôi chết, coi như họ cho gỗ rồi không có tiền ăn mắm không cho, Dạ. mấy thằng cháu nãy như đi làm được không cho về chọc còn không đi làm, bữa nay cũng thất nghiệp cả tuần nay rồi đó. À, nhưng mà bữa nay á là cái ăn uống thì dễ nhưng mà con thấy rằng á là cái học hành của hai đứa này nè là hai con giờ có bây giờ là nó lỡ dở rồi đúng không? Chưa. Hai con có muốn đi học lại chứ đúng không? Có muốn đi học lại không? Muốn. À. Hôm học lắm không được học buồn lắm, Dạ. nhưng mà cô cũng buồn nữa chứ, cháu mà thất nghiệp không học được sao này không làm được gì tương lai gì nữa.
Vì Hải cũng có nghe chị kia chia sẻ rằng là hai em này là còn nhỏ quý vị mà không có được đi học đó, nên là Hải hôm nay Hải cũng ghé thăm hoàn cảnh của bà. Dạ, thì Cảm nghe ơn hoàn cảnh cậu. thì có con gái của bà đúng không, là sinh được hai đứa con này, À, con đấy mà vợ chồng thì bà nói là sao? quấn lộn vì nợ đổ nợ họ chết nhà rồi hả, vợ chồng cãi lộn quấn lộn bỏ nhau đó, Vậy là ba mẹ bỏ nhau rồi hả? bỏ nhau cãi nhau quấn lộn bỏ nhau rồi Vậy rồi là cô mới dẫn về chứ không dẫn về đây chị cực, dạ cô cực lắm đó. Tối hồi hôm là thất trón đây mắng bệnh là cô thất trón đây luôn khổ lắm, mà giờ bỏ cháu đâu cậu thấy bỏ đâu, dạ phải đón mình nuôi không chứ giờ biết sao, dạ buồn lắm. dạ Thì hôm nay con cũng đến đây, con quay cái video này, con cũng chia sẻ lên luôn cô ha, để mà các nhà hảo tâm có thể là giúp cho cô được cái phần nào đó để giúp cho hai cháu này. Bởi vì con xin lỗi, là cô năm nay là cô bao nhiêu tuổi rồi cô? 61 rồi. 61 tuổi rồi. Cô cũng bệnh dữ lắm, Dạ. bị viêm cột sống mãn tính Dạ. đủ thứ đó. Đây còn không vậy đó, đó đây thôi. Còn cái nhà này là nhà cũ của cô hồi xưa đó hả? Không có nhà chuồng gà của thằng nãy, chuồng gà của nó cô dọn mấy ngày mới ở được đây. Dạ. Có gà không giờ, có gà còn dính cô chưa chùi tới. À, cái nhà này là cái chuồng gà hả? Chuồng gà của thằng nãy đó. Vậy là cô về đây cô ở được mấy tháng là cô ở chuồng gà này đó hả? Ở chuồng gà chứ sao. Đúng rồi quý vị, đây này. Một gà đang chơi. Đây này, cái này là chuồng gà chứ không phải là cái nhà quý vị ơi, cái chỗ. Không, chuồng gà. Cái chuồng gà này, đây là gà nó còn Thì ở phòng dính mà cô quá cô chùi không được đó. Dạ. Ủa sao Đâu phải bên ngoài con đâu. gà này nó sao nó vô trong này nó nằm luôn rồi cô? Nó đẻ. Nó đẻ hả? Ủa sao nó vô trong này nó ngủ á, nó mũi gì Nó mà gà đẻ nó nó cắn. lên nó đẻ dạy của ông đó mà nó Thì con đẻ. đẩy ra chứ không là nó Chùi ta bị đẻ đuổi cái ra này đây con. rồi bị đừng đẻ. Cháu Dạ. đừng đẻ mà nằm đi. Đừng quá nó không. Đẻ mà sao cô lót ổ cô để. Đâu của cậu nãy á, tại vì Dạ. nhờ hắn mà Dạ. ở quen rồi giờ lên đẻ. Của thằng nãy cậu bán Mà sao bữa nó bảo mà sao cái nhà này nó vẫn còn kiên cố được cô Hỷ? thử lại đó mới chống lại đó chứ, nghiêng này chống lại đó Nó nghiêng mới chống lại đó rồi hả? ngồi sang dục che tấm tăng tên mới ngoài đó, Ồ, thấy cũng che tấm tăng tên mới ngoài luôn đó. Này hồi đó mà cậu vô cậu cũng thấy ghê thôi, Dạ. ghê lắm. Dạ. Cô dọn đúng 3 ngày cất quà mới ở được. Dạ. Ba mẹ mấy đứa này là lớn chưa cô? Mẹ hắn 33 tuổi, năm nay 33 tuổi đó. Mẹ 33 tuổi. Ba hắn tuổi thử. Dạ. Hai đứa này nhìn thấy cũng sáng sủa này, chắc học cũng được Ba mà. hắn chắc bằng công. Dạ. Cô ấy đi học lắm, con này này cáp mấy đòi đi học mấy mà cô có biết làm sao. Con Rồi. này học sớm lắm. Học sáng lắm mà giờ. Thôi mệt lắm. Dạ. Chắc vợ tôi chắc vợ rồi. Thôi học là cô cáp mẹ nó. Chắc chắc đó học. Mà đâu có ai bài được đâu, cô đâu bài được đâu. Giờ mà ở trong đó thì phải có bây giờ về đây phải làm sổ hộ khẩu hay là nhập tên sang tên của nó mới được chứ cô. Cô có đem khai tranh nắng về chưa có cắt khẩu về Dạ. Vậy là chưa có phải làm sao mà cắt khẩu về này rồi nhập vô đây rồi nó mới đi học ở đây được. Chứ cô còn nói để mà cho nam cô vô cô coi cô cắt khẩu được không đây, cô đủ thứ cắt khẩu mới có sổ bảo hiểm để có bệnh chứ, Dạ. cô bệnh biết mà không có sổ bảo hiểm cho cô Vậy là cô vô trong đó là lâu chưa? Cô vô trong trong mười mấy năm rồi. mười mấy năm vô cô ở với con gái cô đó ha. Ở mình đó. Nhưng mà giờ là con gái cô là vay vay nợ mà sao mà không không có trả rồi họ 400 triệu mà không có trả họ chết nhòa như sao. Rồi vợ chồng bây giờ là cũng không Lẫn đỡ. cũng cán đáng cái đó cậu biết rồi. Vợ chồng mà nợ nần ra thì hai vợ chồng cán đáng. Khổ lắm cậu ơi. Cô Mà ăn uống có chúng đâu.
buồn lắm, không ăn uống, ngủ con chú đêm ngủ được chút 12 giờ thức tới sáng, còn mà tối ngủ là 12 giờ dậy, còn không 12 giờ thức tới sáng à. Vậy đó, buồn lắm. Mà bố mẹ bây giờ thì cũng chắc cũng không có, chắc Covid này nữa chắc cũng khó khăn, cũng không có gửi về cho được cho cô hả? Không, Covid này lồm không được mà có mẹ, có mẹ có gửi gửi cho bố ăn lồm gì gửi, hai vợ chồng cán đáng bỏ nhau cho gửi. À. Tội hai đứa nhỏ ha. Cô ngó vậy cô đứt ruột hai đứa. Khổ lắm. Nhiều khi không có đồ cho ông ăn là cô cũng buồn rồi. Yeah. Vô lẽ ông cho hồi mình chinh hồi cũng kỳ. Cô yeah. có tự cảm của cô đâu giống chinh hay mà ông thấy ông có đồ ăn ông cho tiền mua cho ông. Còn không cho ăn muối theo cô thôi. Yeah. Nước tương, nước mát gì theo cô thôi. Cô thì năm nay cũng 61 tuổi mà con thấy cô cũng giống như là cũng già trước tuổi đó. Dạ, chắc cũng là do chắc cũng suy nghĩ. Khổ tâm mà sao không già. Yeah. Khổ lắm, tay cháu thì đứt ruột hơi cháu chứ làm sao học hành không được. Thôi thì hôm nay cũng gọi là có nhân duyên con cũng đến đây. Thì con cũng chia sẻ những hình ảnh này để mà có thể giúp cho cô. Con mong rằng là cô chia sẻ hình ảnh này có thể giúp cho cô sửa được cái nhà này cô ha, chứ còn mang cậu. Dạ dạ giờ con ở nhà con nấu cơm mà được không? Được ạ. Con có rửa chén nữa. Con có rửa chén nữa hả? Dạ, con có quét nhà được không? Dạ được luôn, hồi nãy con mới quét nhà, giờ con cả nó vui dở vui mấy cái chậu mà cái lúa với trần cầu. Con ở nhà con làm được gì cho bà ngoại? Nó chỉ biết nhảy nhả chơi, còn con là nó biết lộn vậy nhỏ. Con còn nhỏ mà, em con còn nhỏ mà. Chỉ biết đuổi gà thôi. Chỉ biết đuổi gà. Chỉ biết để gà thôi hả? Mấy bé ở trong phía trong nó nói cái giọng cũng dễ nghe ha. Dạ. Thấy ngoan, hai đứa này thấy ngoan này. Nó tất học chứ nó học đồ cũng được lắm nha. Dạ. Mà tất học giờ chịu thua đó. Tập gà chúng nhỏ ghê thì có chứ. Dạ. Mà vay tiền để làm gì mà sao đến nợ dữ vậy cô? Buôn bán hả? Buôn cá. Dạ. Buôn cá bị thua lỗ rồi không bị trái tâm nữa, gãi cái chân mai chỗ này mười mấy mũi. Vay tiền xã hội đen rồi chiếc cái nhà luôn đó. Bị trái tâm nữa khổ lắm cậu ơi. Buồn lắm. Năm nay trúng cái dịch Covid nữa nên là chắc cũng khó khăn ha. Dịch Covid, trong đó Covid lồm ăn gì được. Dạ. Yeah. Đây là cái nhà mà bà cháu tối ngủ đây luôn hả, là đâu bà? Ngủ luôn đó. Dạ. Làm cái đất đắt mấy cái giường chặt con rất đắt. Mấy chặt miếng rất đắt hả? Ba bà cháu cái giường dạy sao nằm được, bà rất đắt. Rất thằng này nằm trong quanh này đó cậu ạ. Còn cô này nằm giữa. Dạ. Yeah. Mình nấu ăn cơm rồi hả bà? Ăn cơm rồi. Yeah. Nó của cậu Ba mình mua chứ không phải của mình đâu Lộc. Cậu Ba bà nó có ba cháu. Đây là cái bếp. Cái gì? Ba cháu ba cháu. Cậu Ba mua, cậu Ba uống, cậu Ba cháu mày. Ở đây giống như là ở trên gần trên cái đồi núi, cái rừng đó quý vị ạ. Đi vô đường này thì cũng khó khăn lắm. Cái đây là cái chỗ mà nuôi gà, nuôi gà của ông cậu, ông cho lại sao nữa, cho ở lại. Con nấu cơm mà, con nấu cơm được chứ hả? Con nước này cậu. Dạ. Bà ở đây là, bà về đây có bà con, có anh em gì đông không bà? Có anh, ông anh mà ông bị dưỡng tận mặt cái chân. Còn bà chị thì bà bị tâm thần mà có đứa con thì mù. Còn đứa con đào bả thì trái chân được đứa con trai 11 tuổi con trái. Dạ. Giờ còn thằng đó. Cái anh mà hồi nãy dẫn con đi vô đó, phía trong này á ha. Thằng đó với lại cái con mù đó. Kêu cô Lộc lên chơi. Dạ. Liên văn trả luôn. Em kêu cái con mù lên chơi. Dạ dạ. Nhà cũng khổ không lò mang không được. Giờ đi Sài Gòn bón tay số. Ba mẹ giờ đâu nuôi không được đâu. Dạ. Mù tội lắm mà vô nó có cái cài đi bón vé số, cầm cài giờ lên của đường đi bón vé số. Dạ. Xuống theo cô Lộc Minh.
đang đi xuống đó. Nhờ ông anh nó cũng bị giỡn tánh nạt cũng tội lắm. Rồi ở đây nói chung là về đây bà về đây thì anh chị em nói chung cũng khó khăn á hả? Khó khăn, không giúp gì được cho đâu. Chị lâu lâu. Ê! Có sao không? Sao hầu ai để cái pin máy vẽ đâu, chừng cho anh tay nực á. Tay à? Đi phải ngó chứ. Ok luôn á. Con gì đi đâu. Đi cẩn thận nghe chưa? Đi từ từ á. Giờ khổ phải lại hai đứa cháu hả? Khổ hai đứa này học không được chứ giờ. Cô có đó cô chết cũng chăm, cô không có cần cái gì mà thấy hai đứa cháu tội. Dạ. Yeah. Ôi giờ chắc cái nhà này cũng phải sửa lại chứ còn. Mà ai chịu rồi nè. Siêu rồi, ông thấy hình như là nó nghiêng nghiêng bệnh rồi nè. Nghiêng hết trời. Dột lắm cái ông anh ông lấy cái tấm phần xanh ông tạc ái tên hết tính mới nhờ mới đỡ cho bữa về dột ướt cái phần một quả cát nữa cát đi luôn. Dạ. Cám cái đồ con mà giờ mục không cái này. Mấy đứa này tính thở tối bụi. Con về đây con nghe lạnh không? Nghe lạnh. Ở đây trời lạnh nó có ố ấm luôn, cho nó dày cho nó không bà? Nó có ốm không? Có quần có áo gì không? Có mà bị ướt lên, mồm ướt bởi. Dạ. Để bữa nào đó chú đi lên lần nữa thì có gì chú gái chú đem quần áo lên cho mấy con ha? Dạ. Chào Lộc nghe. Em chào anh. Ủa Lộc là em thấy mù vậy đó hả? Em hay là không thấy trơn? Em thấy được mờ. Em thấy được mờ hả? Dạ. Đi coi chừng té đây em, trơn đó. Mẹ thì tâm thần đó khổ lắm cậu ơi. Dạ. Ông cũng đâu tâm trứng gì đâu. Giờ ba má ông nuôi phải đi lên hộ. Ôi tội, con mắt em là nó bị nhỏ giờ bẩm sinh luôn hả? Dạ. Em bị bẩm sinh là nhỏ sinh mẹ sinh sinh ra là em bị đi ra. Đường này không có đi lộn gì được, ở đây phải đi thành phố bán từ từ với cốt. Dạ. Em biết chưa? Ừ, Lộc ngồi đi, Ngọc ngồi xuống đi. Đây có ghế này. Ở đây. Lấy cái ghế nè, bị lấy ghế con ngồi. Lấy ghế con cho chú ngồi mấy. Lấy ghế con ở đó cho chú ngồi. Thôi được rồi, để giúp. Uống miếng nước rồi. Vậy. Thì con cũng được biết cái hoàn cảnh của bà qua cái em Lộc ở đây, ổng có gọi cho con đó. Dạ, thì con cũng nghe nói là hai đứa này đang còn nhỏ, đứa thì 6 tuổi hả? Đứa, 6 tuổi, đứa 11 tuổi đó. Nhưng mà giờ ba mẹ cũng thất bại về làm ăn á, vay nợ giờ không có tiền trả nên là giờ bà ngoại dẫn về đây mà cũng nghỉ học đó. Bữa rồi em có chia sẻ cho anh đó, thì anh cũng nghe vậy đó, thì mà do là gần đây thì cũng hoàn cảnh nhiều, miền Trung cũng thiên tai lũ lụt thường xuyên, thì hôm nay anh mới lên được. Thì bé này chia sẻ với con cũng phải là một tháng hơn rồi Lộc thì. Dạ. Hơn tháng rồi. Ừ. Ôi, Lộc mà thấy cũng tội, thấy mắt của Lộc không thấy đường. Dạ, em đi mà. Bán vé số à? Dạ. Mà mẹ tâm thần, ba thì bị giỡn tĩnh mạch đó. Dạ. Khổ lắm, mẹ tâm thần đâu làm được gì là đó. Kêu cô Rục đây phải không? Dạ, cô Rục. Cô Rục dạ. Em Rục có ba con. À. Má cậu thấy má tội đi cái chân trò chạy mà bị tâm thần á. Ừ. Má nó. Vậy mà mấy em này mà có điều kiện được thì giúp cho hai đứa nhỏ này cũng đỡ, nhưng mà chắc cũng khó khăn quá. Có điều kiện gì nó còn khổ nữa mà làm gì giúp được, nó mù nữa nó làm gì giúp được cậu. Giờ anh đi vô thành phố ông bán vé số tôi thấy cũng đau lắm. Dạ. Yeah. Mình làm cô mà chẳng giúp được gì cháu anh hết. Giờ còn bề đây còn bố nữa. Hai đứa này nó thấy nó sáng sủa thật á hả? Nhìn đứa nào thấy cũng thông minh đây mà. Ở vậy con ở nhà con phải ngoan hay chưa? Con ở ngoan con phải nghe lời bà ngoại nói hay chưa? Hai con phải ngoan hay chưa? Dạ không. Rồi chú chia sẻ rồi chú kết nối những cô bác sẽ giúp cho hai anh em con với lại bà ngoại con ha. Thì có thể rằng là hãy cũng chia sẻ để mà có thể là xây 4 cái vách tường đi để cho có cái nhà cho nó che nắng che mưa quý vị. Vì hãy thấy rằng là ở nhà này là giống như là mấy cái tấm này tấm nhựa này. Rồi bằng tre này. Cái này bằng tre chứ cũng không được gỗ nữa. Bằng tre này.
ở phía trên này thì nó lũng lỗ, trời mưa thì chắc nó cũng dột. Nhà nói chung là cũng gió rồi, nó cũng trời này chắc lạnh lắm rồi. Trời này ở chắc lạnh. Lạnh lắm, dầu tùm lum đấy anh. Rồi con đi coi thử anh tái hơi lầm. Đi xuống xe coi anh tái cho đầm. Nhà nói chung là tạm bợ thôi. Bởi vì nãy bà cũng có nói là, cô cũng có nói là nhà này giống như là chuồng gà ở rồi, rồi giờ về không có chỗ ở là mà ba bà cháu là phải ở với trong này. Còn về đây thì bên bên địa phương thì chắc mình cũng không có hộ khẩu, mình cũng chưa có gì hết trơn, nên họ cũng chưa giúp được gì đúng không bà? Chưa, không được gì hết, chỉ có bọn bè của cô hồi nhỏ họ thấy tội họ cho người được tháo cái gỗ, tháo cái gỗ ăn nữa. Dạ. Chứ cô cũng không có mua được. Còn ở đây mà nếu mà đi chợ mua mắm rồi thì chắc cũng đi xa. Đi tới Việt An. Ồ, đi tới Việt An luôn á hả? Đi tới Việt An. Cô đi bộ đó, ba bà cháu đi chùa đi bộ đó. Dạ. Đi xuống chùa Lâm Hoa. Dạ. Bữa mùng 1 là bà cháu đi đi xuống tàu ngày đó. Dạ. Đi bộ đi xuống tới nơi luôn. Trời ơi, thấy tội quá. Dạ, em thấy hoàn cảnh của cô em đi mà em không có khả năng giúp đỡ. Gia đình em cũng không có khả năng giúp đỡ. Mà em thì bị tâm thần, còn bố em thì nhỏ yếu, là bị suy giảm tĩnh mạch nữa. Còn em thì bị mù bẩm sinh đi đây. Em rất là muốn giúp cô phần môi nhưng mà em giúp không được. Nên em cứ hãy liên lạc cho anh Hẻ biết. Mà em cũng biết là anh Hẻ rất là bận vì anh Hẻ phải giúp những hoàn cảnh khó khăn, có khi còn khó khăn hơn gia đình của em nữa. Nên là em cũng nhiều khi cũng thấy ngại, cũng thấy có lỗi chứ anh Hẻ. Em xin lỗi anh Hẻ nghe. Thật ra em liên lạc anh em cũng sợ làm phiền mất thời gian của anh lắm. Nhưng mà do em thấy nhỏ như đây đấy, mùa đông mưa ướt tùm lắm mấy, anh nhìn dầu tùm lắm mấy, đâu có đâu có cái gì để che đâu. Em nói thiệt, anh thấy cái bàn này, cái bàn cũng có đám nhưng mà nó mỏng á. Cô em bò cháu đó là làm lạnh lắm. Nên là em rất là thương mà em không có khả năng giúp đỡ nên em mà liên lạc anh được đó. Không có sao đâu em. Thì anh cũng biết mà, do là quý vị cũng biết rằng là Hải thì cũng có rất là nhiều hoàn cảnh quý vị. Nhưng mà mỗi hoàn cảnh thì nó cũng ở cách xa nhau đó quý vị. Giống như hoàn cảnh của ba bà cháu á, bây giờ thì ở trong núi như vậy quý vị. Cái này là đi vô là phải mang võng này. Quý vị thấy là Hải đi vô đây Hải mang võng chứ không có đi xe máy vô được. Phải lội bộ vô tới trong này. Trong này thì có mái nhà thôi, khổ lắm. Nên có nhà đâu có lồm đường được đâu. Dạ, đường xá thì đi vô đây giờ phải đi lội bộ. Đó nên là trong là mái nhà lồm cái cầu đó chứ không lội dưới trong. Thì anh có nói với lại Lộc rồi đúng không? Lộc đúng không? Thì anh nói là nếu mà có duyên thì anh sẽ đến thôi. Chứ em cũng không cần nữa rồi, vì vừa đợt vừa rồi em gọi anh, đúng là em gọi anh liên tục bởi vì là em thấy chắc em đau lòng về cái hoàn cảnh. Bởi vì sau bão thì chắc nhà này cũng xiên vẹo đó, thì nghe có Lộc kể vậy đó quý vị. Nên là Hải cũng thật sự là do trong thời gian gần đây thì Hải cũng có nhiều việc quá, Hải đi lên trên những vùng sâu vùng xa, những vùng ở trên dân tộc á, nên là cũng chưa có chia sẻ được. Thì không có gì đâu ha, không có gì đâu, em cũng có gì đâu, xin lỗi anh hết trơn á. Thì em thấy thương ba bà cháu thì em gọi cho anh thôi ha. Thì hôm nay đến đây thì con cũng muốn chia sẻ một chút cái tấm lòng ban đầu á, là con trích cái quỹ lũ lụt thiên tai ở miền Trung á. Con sẽ hỗ trợ cho ba bà cháu một chút tấm lòng của các cô bác để mà chia sẻ với lại gia đình ha. Đường đi lại lợi của cô, thấy con đi quá khổ, mấy cậu đi khổ quá. Dạ dạ không sao, con đi quen rồi ba ơi. Vô đây thì con đi cũng bình thường chứ không có khó khăn gì đâu. Dạ ba ơi, thì hôm nay con đến đây thì con cũng không có mua cái quà gì được cho ba bà cháu ha. Thì con cũng trích ra từ cái quỹ mà lũ lụt thiên tai á, bà con giúp đỡ để mà con chia sẻ cho các cái hoàn cảnh mà gặp khó khăn trong cái đợt mà bão lũ vừa rồi đó bà. Thì con gửi cho bà là 2 triệu ha. 2 triệu. Con gửi cho bà giữ luôn đi, chứ hai đứa này nó không biết tiền đâu. Cảm ơn cậu. Con gửi đó rồi bà có thể là mua thức ăn cho mấy đứa ha. Rồi có thể là con cũng sẽ đến những cái lần tiếp theo nếu mà được cô bác anh chị chia sẻ giúp cho hai cháu và bà đó. Cảm ơn. Thì 2 triệu đó bà ha. 2 triệu là 4 tờ nha. Dạ. Bà coi đúng là 4 tờ như chưa? Dạ dạ. Dạ rồi. Với lại mời cậu uống miếng nước. Dạ dạ. Nè bé Lộc, anh cũng nghe của em là em bị khiếm thị đó. Thì hôm nay đi lên đây thì thôi bây giờ anh cũng trích ra 500 ngàn của tấm lòng vàng của các cô bác gửi cho miền Trung đó, anh gửi cho em. Nghe nói là chiều em đi vô Sài Gòn đi bán vé số lại đúng không? Dạ. Thôi anh gửi cho 500 đi xe ha. Dạ, em cảm ơn anh và cảm ơn các mạnh thường quân. Nhưng mà
số tiền là em cũng gửi cho, em cũng mong gửi cho cô của em, tại vì cô của em có thể đi là có thể đi làm được, nhưng mà cô của em ở đây thì không có cái gì để làm ra tiền hết, và còn phải nuôi hai đứa nhỏ nữa, nên là em cũng thôi được rồi. Thế này này, anh nói nghe này, để chiều em đi xe đi, em nghe nói là em đi vô Sài Gòn đi bán vé số đây. Em đi bán vé số, em ở khu nào? Em ở bán vé số, em ở chỗ cái khu không phải Sài Gòn mà là Vũng Tàu á. Vũng Tàu ở chỗ Long Hải, Long Điền á. Long Hải, Long Điền à? Dạ, thì có thể rằng anh chia sẻ cái chợ lớn Long Hải à? Dạ, chợ lớn Long Hải. Ngay cái chỗ mà phòng trọ của em là đằng sau cái đại lý Thanh Thăng á. Đại lý vé số Thanh Thăng. Rồi có gì anh cũng chia sẻ này, nếu mà ai ở gần đó thì có thể là ủng hộ cho em mua vé số giúp cho em ha. Dạ. Vậy là chiều nay em đi xe vô hả? Dạ, chiều nay em đi xe vô. Em đi mình hả, đi với ai? Dạ đâu, em đi trước tiên là em vào trong Đà Nẵng, xong rồi cái em đón xe vào trong, tại vì ở đây là không có xe vào trong Vũng Tàu á, là em phải vào Đà Nẵng đón, vào Đà Nẵng rồi em đón xe vào trong Vũng Tàu. Năm nay là em bao nhiêu tuổi rồi anh? Dạ, em sinh năm 98. 98 hả? Em 25 tuổi. 25 tuổi hả? 23 tuổi hả? Thôi em giữ tiền đó đi ha, còn lại ba bà cháu ở nhà thì có thể là anh cũng có thể anh chia sẻ giúp cho ba bà cháu, em yên tâm ha. Vì hôm trước em anh cũng nghe nói là em lo lắng về ba bà cháu mà nhiều em cũng thao thức á, thì thôi để có gì đó cái số tiền đó em cứ để mà đi xe đi ha, để dành đi xe đi chứ đừng có đưa cô chi. Em sợ cô em mấy đứa ở nhà không có bấm ăn, không có đồ ăn á. Không thì anh gửi tiền đây rồi có lẽ là anh sẽ sắp xếp tới. Chứ em đừng lo quá rồi em. Thôi hôm nay con cũng đến đây thăm hoàn cảnh của ba bà cháu một chút ha. Cho con cũng xin phép là con đi về. Uống miếng nước. Dạ dạ được rồi, để bà để đó con. Hai con ở nhà phải ngoan nghe chưa? Dạ, rồi dạ, chú con lên đây. Con cảm ơn cậu. Giỏi mấy đứa đi ngoan ha. Cố gắng là ở nhà ngoan nghe chưa, với lại con mấy con có sách học không? Ở nhà mình đọc sách trước đi rồi sang năm mình đi học cũng được. Dạ có, ở trên tủ cái sách màu xanh ra đó. Ở nhà thích học đem ra đọc sách ha, chứ còn năm nay lỡ dở rồi không biết là trường giờ chắc giờ họ không nhận dạy đâu, chắc họ không nhận vô. Thứ hai nữa là hai con không có cái số hộ khẩu đó, không có cái hộ khẩu ở đây đúng không? Hai đứa này không có hộ khẩu ở đây nên là giờ chắc vô kia phải cắt khẩu ở trong kia. Để mà đi học chắc cái này là cô phải vô cô làm liền, chứ còn để mà sang năm. Sang năm các tới giờ cô đây mấy tiền đâu đi chai vô ra mấy. Phải sang năm chứ giờ mà đi vô đi ra vàng vô ra ba bà cháu là hết tiệu rồi đó, ăn uống đồ luôn tiệu cho bọn ăn á. Dạ dạ. Cô vô ra mấy đợt này vô ra ba vàng lên đó. Dạ. Vô dẫn về. Rồi về đây là chắc là phải nhập khẩu học hồi này, chứ còn vô trong đó ba mẹ nó cũng không có chăm được. Không nên cho học được, bỏ học luôn. Dạ. Phải để lại kệ cực khổ gì, bà cháu chết với nhau chứ giờ trâu đi rồi. Vô nó học không được, bỏ tội. Dạ. Bà nó tuyệt bỏ, cái gì bỏ không được, chứ con cháu là bà không bỏ, chết sống cũng con cháu à, không bỏ. Dạ. Bà khổ vì hắn thôi. Dạ. Còn hắn thôi. Mình thì khỏe rồi mà có hắn phải liều đi, giờ đi đâu chút đâu được cậu. Đi qua đường là phải gửi cho mợ hắn chứ không đi sợ hắn cho hồ đó ô. Sợ vậy mình đâu biết được. Toán rồi ô cà chê. Dạ. Ở nhà con mấy con ở nhà con quanh đây nghe chứ đừng có đi ra ngoài sông ngoài suối nghe chưa? Có ô dưới ngõ nè chợ lắm. Đi ra đừng có tái máy rồi đi xuống dưới ao đi đồ đó nghe chưa? Tái bữa đi tắm mương rồi đó thằng này nè. Cẩn thận nghe mấy con. Ở nhà bà ngoại bà yếu rồi mà mấy con phải ngoan nữa chứ còn đi tùm lum nó kiếm cũng không được nữa, thấy không? Cậu được mấy cháu rồi cậu? Dạ con một ạ. Một đấy à? Dạ. Thôi con cũng xin phép con về đó nghe. Cậu mang cậu uống miếng nước đi. Dạ rồi con uống miếng nước rồi con về. Lấy nước ngọt uống không chị? Dạ. Hai cũng xin nha. Cậu. Rồi hai cũng xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hai cũng mong được sự quan tâm giúp đỡ của tất cả quý cô bác và anh chị trong và ngoài nước để giúp cho ba bà cháu có được cái cuộc sống nó được tốt hơn quý vị ạ. Chứ còn ba mẹ thì bây giờ cũng đang nợ nần rồi, chắc cũng khó có thể mà lo được cho hai em hai con, nên là hai cũng mong được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn để cho hai em có một cái tương lai sau này.
Rồi. Cô cũng cảm ơn công mạnh thường quân với lại nhà hỗ trợ. Dạ. Cô không có gì hơn chúc phát công mạnh thường quân với lại nhà hỗ trợ được mạnh khỏe giúp đỡ cho các nhà nghèo. Dạ dạ rồi. Cô cũng có nói lời gửi thăm. Dạ dạ. Chứ cô không có gì hơn. Dạ dạ. À, chú về nghe hai con. Dạ. À, anh về để nghe em lọc ha. Để em biển qua đỉnh được ở trung tâm chứ. Dạ dạ. Thôi con đi được giờ chắc con đi được đó chứ không gì đâu. Thôi con đi đây, con chào. Em cũng cho em gửi lời chúc sức khỏe đến toàn bộ các con mạnh thường quân và mọi người, và chúc cho những hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhiều người biết đến và giúp đỡ. Rồi rồi. Rồi, trước khi cô cũng gửi lời thăm gia đình con. Dạ. Có gì cô không có gì hơn cũng là nhờ con giúp đỡ cô. Dạ dạ. Cô gửi lời thăm vợ con với lại gia đình con. Dạ dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Cô không có gì hơn. Rồi con cũng chúc cô nhiều sức khỏe nghe. Cô sức khỏe để mà lo cho hai cháu này. Cảm ơn con. Bé Lộc cũng vậy ha. Dạ, em cảm ơn anh đã đến giúp đỡ cho cô cháu của em. Em cảm ơn anh rất nhiều. Em anh đến em mừng lắm. Ừ. Thôi thì cố gắng chứ sao giờ. Cuộc sống mà mưu sinh mà. Ai cũng nhiều hoàn cảnh cũng khó khăn. Thì em giờ mình còn sức khỏe thì mình bán mấy số ha. Ừ, thì cố gắng đi. Thì anh nghĩ rằng chắc cũng có cái điều tốt đẹp nó đến với em thôi ha. Cố gắng mình làm gì cố gắng thì cũng có cái điều gì đó đến với em. Ừ. Thôi anh cũng về. Trong đó bón cũng nhiều cái phức tạp lắm. Khoa dân ăn bón cô anh giật đồ. Dạ. Bị giật. Cô cũng bị giật hồi ấy vậy. Cô bón cô bị giật hồi ấy vậy. Trong cô xưa cô đi bón mấy số hả? Cô bón cho cô làm gì được chân cản dạy bệnh miết làm gì. Cô bón trăm vé số ngày có cái giật cái 50 tờ khóc. Tâm tỏa vậy. Dạ. Khóc hầu ấy như vậy. Hoàn cảnh của mình đúng là nói miết cũng không hết ha. Nói chung là có nhiều cái bi kịch, cái nỗi khó khăn vất vả đó. Nói miết cũng không hết. Thôi thì chắc con cũng, thôi con xin phép con về đó. Rồi có gì nếu có duyên được thì cô bác giúp đỡ cho cô ba bà cháu á. Dạ. Thì con sẽ đến đây con thăm ha. Có gì cũng nhờ cậu giúp đỡ. Mới là nhờ mạnh thường quân, nhờ hộ tâm giúp đỡ. Cô thì cô mừng, cô giờ cô không biết nói gì hơn hết. Dạ rồi. Thôi con chào cô, chào ba bà cháu nghe, chào bé Lộc. Dạ. Cố gắng ngoan nghe chưa? Dạ.